Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukadou CP. Nay mình muốn chia sẻ với mọi người một chiếc bánh mì tỏi rất là đặc biệt. Điểm đặc biệt ở đây mình muốn nói đến đó là bánh được làm với men công nghiệp, nhưng khi ăn thì lại rất là giống bánh của men tự nhiên. Cách làm bánh cũng khá là đơn giản, gần giống cách làm của men tự nhiên. Nếu thích ăn bánh được làm từ men tự nhiên mà vẫn chưa có thể làm được thì mời vào xem và cùng làm nha. Trước tiên mình sẽ cho vào thau 250ml nước. Nửa muỗng cà phê men nở cấp tốc khoảng 2g, mình sử dụng loại men nở này nha. Cho 2g men nở vào nước rồi trộn đều lên cho men tan ra. 260g bột mì số 13, Kyoriki Komugiko là bột mì có 13% protein. Cho vào bột nửa muỗng cà phê muối. Trộn đều lên cho muối hòa tan ra. Rồi cho hết bột vào thau nước men. Mình dùng cây với trộn đều lên cho bột thành khối. Bột của mình khi hòa vào nước men nó sẽ thành khối nhão như vậy ha. Đây là dầu ô liu của mình sử dụng nè. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ô liu. Muỗng canh là muỗng 15ml 15cc nha. Mình cho hết vào đây luôn, rồi tiếp tục trộn đều lên cho dầu hòa tan ra. Khi dầu đã hòa tan ra rồi, mình sẽ đậy nắp bự lại để cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Bước này khá là giống bước làm bánh mì sourdough. Sau 30 phút mở wrapper ra, nhúng tay vào nước để cho nó ướt ướt cái tay để bột nó không có dính tay nha. Rồi mình sẽ nắm bột, kéo lên, gấp lại, gấp làm đôi lại ha. Rồi mình xoay chiều, gấp làm đôi lại, cứ như vậy mà mình gấp hết 4 cạnh. Gấp xong lần 1 rồi mình sẽ đậy wrapper lại để cho bột nghỉ khoảng 20 phút. Sau 30 phút mình lấy bột ra, tiếp tục nắm kéo bột lên, gấp lại làm đôi. Rồi mình xoay chiều, gấp hết 4 cạnh y như hồi nãy luôn. Xong rồi mình tiếp tục đậy wrapper lại để cho bột nghỉ thêm 20 phút nữa nha. Sau 20 phút mình lại lấy bột ra, nắm bột kéo lên rồi gấp lại, làm y như vậy thêm một lần nữa. Đây là lần gấp bột cuối cùng, mình sẽ đậy wrapper lại rồi cho thau bột vào ngăn mát tủ lạnh để qua đêm. Bột của mình sau khi để qua đêm trong tủ lạnh thì nó phồng to lên như thế này, nó có rất là nhiều lỗ khí luôn ha. Ở đây mình có một cái khuôn thủy tinh như thế này, mình sẽ cho vào đây một ít dầu ô liu. Nếu như mà không có cái khuôn thủy tinh như thế này thì mọi người cũng có thể sử dụng cái khuôn mà mình khuôn vuông hay là khuôn tròn thì cũng được. Cái khuôn mà mình làm bánh nướng bánh bông lan đó, mình dùng khuôn đó cũng được ha.
sẽ quét đều cái dầu nó lên cái thành khuôn, đáy khuôn, để cho khi mà mình nướng bánh xong thì lấy ra nó sẽ lấy dễ dàng hơn ha. Rồi đổ bột ở trong thau ra, nhẹ nhàng nắm bột lên, kéo lên gấp lại như thế này. Mình cũng sẽ kéo lên và gấp xuống bốn phía như thế này nha. Cuối cùng mình sẽ ốp cái mặt nối xuống dưới, đó, để nó xuống dưới như thế này. Tiếp tục để tắt vừa lại để cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Khi chờ bột nghỉ, mình sẽ bào tỏi. Ở đây mình có khoảng 60g tỏi. Mình dùng cái bàn bào này để bào nha, bào mỏng tỏi ra. Cái tỏi này mình để hơi lâu cho nên là nó mọc cái mầm xanh xanh này. Mọi người nhớ lấy hết mấy cái mầm ra nha. Mình bào được bao nhiêu đây tỏi nè. Nếu như mà mọi người thích ăn nhiều thì cũng có thể làm nhiều hơn, còn không thích ăn nhiều thì bớt lại cũng được. Cho vào chảo một ít dầu ô liu. Trong món bánh mì tỏi này mình không có sử dụng đường luôn, chỉ sử dụng dầu ô liu, muối và tỏi. Chảo nóng rồi mình cho hết tỏi vào. Mình chỉ phi sơ để cho tỏi nó thơm lên thôi, không có phi vàng nha, tại vì tí xíu nữa mình sẽ cho vào nướng nữa. Tỏi của mình bây giờ nó hơi trong trong rồi nè, mình cho vào đây một ít tiêu xay rồi tắt bếp luôn. Tắt bếp, nhắc xuống và đổ ra luôn, đổ ra ngoài cái chén để cho nó nguội nha. Bột của mình sau khi đã nghỉ được 30 phút rồi, bây giờ mình sẽ kéo bột ra, mình kéo nó rộng ra bốn góc nha. Thoa một ít dầu lên tay để cho nó không có bị dính. Và khi mình kéo thì mọi người nhớ là mình nắm nhẹ nhàng và mình kéo nhẹ nhàng ra đây đó. Mình cứ lôi ra, lôi nhẹ nhàng ra để tránh làm vỡ bọt khí nha mọi người. Sau khi kéo bột ra rộng như thế này rồi, mình tiếp tục đẩy đắp vừa lại, cho bột vào lò nướng, đậy nắp lại. Mình ủ bột trong lò nướng khoảng 1 tiếng nữa nha. Sau khi ủ bột 1 tiếng thì nó phồng lên như thế này, nhìn nó nở phồng to thích ha. Mình sẽ thoa một ít dầu lên tay. Mình thêm một ít dầu ô liu lên trên mặt bột nữa nha. Nếu thích ăn nhiều dầu ô liu thì cũng có thể cho nhiều hơn nữa ha. Bánh mì hôm nay sẽ không có tạo kiểu gì hết. Mình sẽ làm lấy cái 10 đầu ngón tay, mình ấn vào như thế này. Thì cái bọt khí mọi người nhìn thấy không? Nó phồng lên. Nhìn ngon ghê ha. Mình dùng 10 đầu ngón tay ấn xuống như vậy, tạo cái ngấn như vậy thôi. Khi ấn thì mọi người nhớ là ấn nhẹ nhàng. Còn nếu như mà những ai có móng tay dài thì nên là cắt móng tay đi nha. Khi làm cái này mà để móng tay thì nó sẽ làm lủng cái bột, nó bay khí đi mất. Mình ấn nhẹ nhàng làm sao để bọt khí nó không có vỡ ra. Rồi mình rải đều tỏi lên mặt bánh nha. Lúc mình rắc tỏi lên mặt bánh thì đồng thời mình cũng bật lò lên cho lò nóng. Lò nóng rồi mình cho bánh vào nướng. Mình sẽ nướng với chế độ hẹn nhiệt 2 tầng 180 độ 20 đến 25 phút. Trong lúc nướng mình thấy nó có nhiều cái bong bóng phồng to lên luôn. Mình muốn quay cho mọi người xem mà cái lò nó có tấm lưới màu đen này không có thấy được. Bánh của mình nướng xong 20 phút thì mình thấy nó vẫn còn trắng, cho nên là mình cho vào nướng thêm 5 phút nữa. Như vậy là thời gian nướng của mình là 25 phút nha. Sau 25 phút thì bánh của mình đã chín rồi nè. Nhìn nó phồng to, có mấy cái bong bóng khí, thích ghê luôn. Vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh mì tỏi, phiên bản giống Shodo. Khá là đơn giản, dễ làm, mà thành phẩm thì ăn rất là giống bánh mì Shodo, men tự nhiên. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây.
cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì đừng quên cho mình một like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Kado GP. Mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Nếu còn gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì hãy để lại tin nhắn ở dưới phần comment, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.